Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Minh để quay giới thiệu chủ vị và các bạn một cái lô mai tàn. Đó, tàn đẹp. Đó, đế nè. Để cũng có đế luôn ha. Quan trọng là tàn nó rất là đẹp nha quý vị. Tàn đặt hết trơn ha. Cũ đế luôn ha. Rồi, chào Minh. Dạ chào anh Tuấn. Dạ em xin kính chào cô chú đam mê mai vàng trên toàn quốc ạ. Dạ hôm nay em tiếp tục về một lô mai và vàng giảo hạt Thủ Đức nha cô chú anh chị. Bông thì dao động từ 5 đến 12 cánh ạ. Địa chỉ của em ở đây là chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0368783640, cũng là số Zalo nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình xem hết clip, ưng cái nào ủng hộ em ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em những clip vừa qua. Em cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị mình những clip kế tiếp luôn nha. Dạ rồi em bắt đầu vô cây đầu clip là cây số 1 nha anh chị. Rồi mã số 1 ra đây quý vị ơi. Mình dạ. Cũng như thông thường thì mình sẽ ước lượng cao ngang những cái gì. Dạ hình thức của em vẫn là bao ship bao sóng toàn quốc cho anh chị mình luôn nha anh chị ơi. Vẫn còn mua 10 tặng 1 luôn không? Dạ đúng rồi anh, vẫn còn ưu đãi cho 10 tặng 1 luôn. Rồi, anh chị nào có thiện chí mình chốt hết lô rồi có giá ưu đãi luôn ha anh chị. Rồi. Dạ, rồi bắt đầu cái số 1, anh Tấn ước lượng giùm em ha anh Tấn ơi. Đó cao mình lấy 1m4 nha quý vị, tán ngang lấy gọn gọn lấy 1m lấy 1m4 đi cho chắc nha. Chứ ở ngoài thì nó hơn nha quý vị. Rồi, số 1 này đẹp lắm nha anh chị, lùng lực tàn đều, cành nó rất là lực nha anh chị ơi. Cành lực lực ha. Đế cũng rất đẹp luôn nè, đế đều luôn ha. Đó, mai tàn thì nói chung em khai thác vừa thấy đế thì cho cây nó khỏe ha anh chị. 23,5 quạch. Rồi. Rồi, tốt thức luôn. Rồi, số 1 này em giao lưu 800 nha anh chị. Rồi, 800 rồi quý vị ơi. 800 em bao ship tận nhà, tận ngõ cho anh chị mình luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là cây mã số 2. Rồi, cây này số cũng 2. Lực cành luôn. Rồi, em này tán ngang khoảng 1m2. Cao lấy 1m6 nha quý vị. 1m6 cao. Đây, đọc chủ đây ha. Trực thẳng luôn anh chị. Điều tay luôn. Tàn đều rất là lực nha lực chị. Không ha. Thế cành lực. Đế cũng đẹp luôn nha. Mã số 1 với số 2 lặng cặp nè anh chị. Anh chị mình ai ưng thì chốt hai cây này về trồng trước cửa nhà quá ok luôn anh chị ơi. Rồi hoành là 24,5. Rồi. Đế luôn. Rồi đế luôn. Đó 24,5. Xe đều. Rồi số 2 này em cũng giao lưu 800 luôn anh chị. Rồi 800 luôn. 800 bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Tiếp tục là cây số 3. Rồi mã số 3. Em này cao tầm khoảng 1m3 luôn. Tán ngang lấy 1m1 quý vị. Rồi tàn tròn do luôn. Rất đẹp anh chị ơi. Đây mã số 3 nè. Cành rất lực ha. Đế cũng đẹp luôn anh chị. Rồi, rồi em vô hoành luôn ha. Rồi 22,5. Rồi. Rồi. Rồi em tính 22 nha anh chị. Rồi số 3 này em giao lưu 700. Rồi 700. Đế đặt bầu luôn anh chị ơi. Rồi xuống cây. Tiếp tục là cây số 4. Rồi mã số 4. Tán ngang em này khoảng 1m2. Rồi cao khoảng 1m6 nhưng quý vị. 1m6. Rồi thân cành luôn. Cái này rất là lực cành ha anh chị. Nói chung lô mai này đó, cành nó rất là lực lực anh chị. Đáng cho mình để về trồng vườn hay là trồng chậu cũng được nha anh chị ơi. 23 hoành. Rồi, 23 đúng luôn. Để đây. 23 đúng luôn. Rồi, số 4 này em cũng giao lưu 800 luôn anh chị ơi. 800 luôn. Để rồi. Đúng điều ha anh chị. Xuống cây. Tiếp tục là cây mã số 5. Số 5. Em này ngang khoảng 1m2. Cao lấy 1m4 thôi nha quý vị. Tầm 1m4. Rồi, xương cành luôn đây. Rồi, xương cành rất đẹp anh chị. Đều. Đều đẹp luôn ha. Rồi em vô hoành luôn. 22,5 hoành. Rồi 22,5 hoành. Rồi tính 22 ha anh chị. Rồi 700 cái mai mã số 5 luôn. Rồi 700 bao ship. 700. Tiếp tục là cây mai mã số 6. Rồi mã số 6 thì ngang chắc khoảng tầm là 1m1, 1m2. Dao động khoảng đó, còn cao thì khoảng tầm 1m7 nha quý vị. Khoảng 1m7. Rồi thân cành luôn. Anh đặt hết trơn nè. Số 6 luôn. Em vô hoành ha anh chị ơi. Rồi 22 hoành. Rồi hoành 22. Rồi số 6 này em giao lưu 700 luôn. Rồi 700 rồi quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là cây mai mã số 7. Rồi số 7. Cây này. Cây này to ha anh chị. Bự ha. Tàn to dáng trực tàn thông luôn. Ngang thì chắc khoảng 1m4 đến 1m5 thôi quý vị.
cao thì khoảng tầm là 1m7 ha. À, tàn hơi bự đây, tàn tròn nha anh chị, tràn do luôn, y như cây thông luôn anh chị nha. Đó, y như cây thông luôn, đàn đặt kính luôn anh chị, đóng đều từ dưới lên trên luôn ha, đặt luôn dạ. Rồi em vô quạnh nha anh chị, vô luôn. 24 rưỡi, gần 25 ha anh chị ơi. Rồi dạ. Rồi cái này em vô luôn 1,3 triệu luôn. À, 1,3 triệu được, cái mai đẹp quá. 1,3 triệu em bao ship ha anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục cái mai mã số 8. Rồi mã số 8 này ngang khoảng tầm là 1m1, cao khoảng 1m6. Rồi mình vô quành em nó luôn. Rồi vô quành luôn, 22 quành. Rồi quành 22. Rồi số 8 này em giao luôn 600 anh chị. Rồi 600. 600 bao ship luôn. Rồi tiếp tục luôn. À, số 9. Tiếp tục cây số 9. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m3, ngang cũng khoảng 1m3 luôn. Tàn tròn quý vị. Tròn đều đẹp không tàn dù anh chị ơi. Ngang. Xương ngang. Xương ngang khích 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 đẹp quá đây quý vị. Đế cũng đẹp luôn anh chị. À, xuống đế luôn đây. Đó, đế đều quá ha. Đấy, bàn xe đều cái bầu luôn, à, có cái khu nở dưới luôn kìa. Đó. Rồi em vô hoành luôn. Luôn. Rồi 23 hoành. 23 đúng luôn. Dạ, 23 đúng luôn. Rồi số 9 này em giao luôn 700 luôn anh chị. Rồi 700 quý vị. Rồi, đúng cây ha. Tàn đẹp, đế đẹp luôn, giá cũng đẹp luôn. Tiếp tục cây số 10. Rồi mã số 10. Em này tán ngang khoảng tầm là 1m3 đến 1m4, cao lấy 1m7 nha quý vị. Đó, tàn này cũng hơi bự bự nha, cũng chưa có cắt tỉa xong nè. Vậy vậy cắt tỉa thêm ha, cho nó đẹp cây hơn ha. Giờ nó xương dâm nó trong quá nè, kim chỉ nhóc luôn ha. Về quý vị cắt bớt là cây này nó nhìn nó đẹp lắm á. Dạ anh chị mình về cắt tỉa bớt, tại em cũng chưa cắt tỉa gì hết á anh chị. Giờ anh chị mình, rồi, mình vô quành luôn. Thì cắt tỉa giùm em ha. Rồi cái này cũng có đế đẹp luôn nha. Rồi 27 hoành. 27 đúng luôn ha. Rồi 27 hoành, tay cành đặt kẹo trong luôn. Rồi số 10 này em giao luôn 1 triệu anh chị. Rồi 1 triệu ha. Rồi. 1 triệu. 27 hoành có 1 triệu luôn anh chị ơi. Cây luôn. Quá rẻ luôn. Rồi mã số 11. Tàn cũng bự đây. Cái này ngang chắc khoảng lấy 1m4 đi quý vị ơi, cao lấy 1m6 đi ha. Đó, tàn bự nè. Rồi cành nó rất là lực luôn chị, rất là lực cành ha, cây này cành cành xương to, cành rất là to luôn. Xương cành nè. Rồi em vô hoành luôn nha. Rồi vô luôn. Rồi 25 rưỡi hoành, cây mã số 11. Rồi. Rồi số 11 này em giao luôn 1 triệu luôn anh chị. Rồi 1 triệu luôn. 1 triệu bao ship luôn mã số 11. Rồi xuống cây. Tiếp tục là em mã số 12. 12, em này cao lấy 1m7 nha quý vị. Đá ngang gọn gọn lấy khoảng tầm này chắc ngoài 1m, báo lấy 1m thôi ha. Cao tầm 1m7 đây. Mã số 12 luôn. Rồi em vô hoành luôn nha anh chị ơi. Rồi, rồi vô, vô luôn. Hoành luôn. 21 hoành. Rồi hoành 21 đúng luôn. Rồi số 12 này em giao luôn 600 luôn. Rồi 600.000. 600. Rồi xuống cây, lên cây mới luôn. Tiếp tục cây mã số 13. 13. Rồi mã số 13 thì em này cao tầm khoảng lấy 1m4, tán ngang lấy 1m2. Cành cũng đóng đặt hết trơn ha, cành lực nữa nè. Cành rất là lực luôn anh chị. Nó lực lực nè anh chị, rất là mập luôn ha. Rồi đế luôn, có đế luôn anh chị ơi. Đế luôn. Rồi em vô hoành luôn ha. Hoành mã số luôn. 13. Rồi hoành là 23 hoành. Rồi 23 đúng luôn. 23 hoành rồi, số 13 này em giao lưu 800. Rồi 800. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là cây mã số 14. Rồi mã số 14 thì em này cao lấy 1m4, tán ngang lấy 1m2 nha quý vị. Rồi xương cành cũng đều quá đây quý vị, xương cành cũng bự bự không nè. Điều mà đế đẹp nên chị, cây này đế nó quái quái ngộ ha. À, nó quấn đế, quấn quấn kìa. Hãy giờ nhìn hoài luôn thấy đế nó ngộ ngộ. Nó gì mình kéo ra hả quý vị. Dạ, rồi đế nó quái quái đẹp ha anh chị ơi. 20 hoành.
dịu dịu kéo ra cái đẹp tiền. Rồi số 14 này em giao lưu 700 nha anh chị. Rồi 700. Cái này tàn đều đế đẹp nha anh chị ơi. 700. Rồi, xuống kê luôn. Số tiếp theo luôn. Tiếp tục là mã số 15. Rồi mã số 15 thì tán ngang khoảng 1m3. Cao khoảng tầm 1m7 á quý vị. 7 ha. Đây lúc cái lót đọt cái lốt của tên này là ha. 7 à. 1m7. Này bao lấy 1m6 cho chắc đi. Rồi cái này tàn cũng đẹp ha anh chị, tàn đẹp mà đế cũng đẹp luôn ha. Nói chung mai tàn mà nó có đế vậy nó cũng rất là ok nha anh chị ơi. Rồi vô cái hoành luôn. Rồi vô hoành 23 hoành. Rồi xét xe đế luôn. Để em dắt dọc trần cái gì phủ trần ha. Rồi mã số 15 này em giao lưu 800 luôn. Rồi 800. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 14. Rồi 14. Ủa mã số 16. Trời ơi 15 mà tới 14 phải đi tính đi ngược cái gì đây hả? Thật lỗi vậy. Mã số 16 thì hôm nay cao 16. Lấy mét từ 1m35 đi. Tán ngang thì tầm khoảng 1m3. Tàn tròn. Tàn tròn do luôn anh chị. Xương cái canh này à. Đẹp quá. Lùng lực tàn tròn. Này nó có u nặng ngay đây. Em đo cái hoành ngay chỗ này nha anh chị. Rồi ném mấy cái cục u nặng ném nha. Mấy cục u nặng ra ha. Rồi 25 hoành rưỡi. Rồi. Đến 25 hoành. Để luôn. Rồi 800, mã số 16 luôn. 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp tục cây số 17. Rồi, mã số 17 này mình ngang báo lấy 1m1 nha quý vị. Còn cao thì báo lấy 1m5 đi ha. Rồi, xuống cành lên, này cũng xương ngang. Xương cũng đặc quá đây. Xương ngang luôn. Đế ngang cũng đẹp ngang luôn. Rồi. Số 17 luôn. Rồi em vô hoành luôn. Vô luôn. Hoành to 26 hoành. Rồi 26 dư luôn hả quý vị. Dạ. Rồi 17 giao lưu 800 luôn anh chị. Để xe ha. 26 hoành có 800 luôn anh chị ơi. Rồi xuống cây luôn. 800 ngàn. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp tục là mã số 18. Rồi 18. Thì tán ngang hôm nay chắc khoảng tầm mít 4 nha quý vị. Tàn tròn do luôn. Cao thì khoảng tầm 1m5 ha. Tàn xe rộng nè. Đó, tàn tròn do luôn anh chị, cộng lực mập luôn nha. Đó, rất là lực cây luôn anh chị ơi. Nói chung lô này nó rất là già cây anh chị. 25 hoành. Rồi, hoành 25. Đọc kỹ lại cái. Đúng rồi, 25 hoành. Rồi, 25 đúng luôn nha quý vị. Đế cũng đẹp ha anh chị ơi. Rồi 18 này em giao lưu 1 triệu anh chị. Rồi 1 triệu. 1 triệu bao ship luôn. Tiếp tục cây mã số 19. Rồi mã số 19 quý vị. Anh này ngang lấy mét 2. Cao lấy mét 3 đi ha. Mình báo là dịu gì. Đo lại đó. Có dư không có thiếu. Có dư luôn nha quý vị. Có dư không có khi nào thiếu ha. Chị yên tâm. À. Rồi cái này đế đẹp quá anh chị. Rồi, đế vàng đều luôn ha. Rồi em vô hoành 22 hoành. Rồi đế vàng xe đẹp luôn. 19 em giao lưu 700 nha anh chị. Rồi 700. Rồi xuống cây. Rồi lên 20 luôn. Số 20. Rồi cây này quá quá mập luôn nè anh chị. Chẳng luôn ha. Này cao lấy 1m6 đi quý vị. Tán ngang lấy 1m2. Cái bự nè. Xương cành luôn đây. Xương nhánh chỉ rồi còn quá đa xá luôn ha. Đặt cây thôi. Dễ gì cắt cái tỉa bớt là cây nhìn thoáng đẹp lắm á. Rồi. Để đẹp luôn anh chị. Rồi để đây. Rồi, vô hoành luôn. 25 hoành. 25. Đó. Ok. Rồi cái này em giao lưu 900. Rồi 900. Rồi. Số 20 nha anh chị. Luôn. 900. Tiếp tục cây số 21. Rồi 21. Tán ngang hôm nay khoảng 1m3. Cao lấy 1m4 thôi nha quý vị. Ngang 1m3 cao 1m4. Báo từ hao rồi đó quý vị ơi. Báo giật xuống không đó. Rồi em vô hoành ha anh chị ơi. Rồi. Số 21 luôn. 23 hoành. Rồi để luôn. Để dừng lại cái. Đây còn còn rễ bùi chán này quý vị nè. Rễ bùi chán nè. Đó, ha.
gì đó, bên đây ba cộng bự nè. Rồi số 21 này em giao lưu 700 luôn anh chị. 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 22. Rồi 22 này cao lấy 1m6. Tán ngang em này lấy 1m3 đến 1m4 gì quý vị ơi. Em này cái tàn xòe đẹp nè quý vị ơi. Tàn xòe ngang ngang xòe đẹp, đẹp lắm anh chị. Xương lực lực không nè. Rồi em vô hoành luôn ha anh chị ơi. Này cũng có đế luôn nè. Luôn. Rồi 22,5 hoành. Rồi 22,5 hoành. Rồi số 22 này em giao lưu 700 luôn chị. Rồi 700. 700 luôn, bao ship tận nhà, rồi, tận ngõ cây cho anh chị luôn. Mình ha. Lên cây mới luôn. Rồi tiếp tục là mã số 23. Rồi 23. Cái này cao lấy 1,5 m. Rất là lực cành luôn anh chị. Tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Xương cành luôn. Đó, xương cành rất là lực luôn, đế cũng đẹp luôn. Thoát thân thấp luôn anh chị ơi. Vô hoành em nói luôn. Đó, đẹp luôn ha. Rồi, để em vô hoành nha anh chị ơi. 23 hoành. Rồi, chạy vòng luôn. Rồi, mã số 23 này em giao lưu 800 luôn. Rồi, 800 rồi quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Tiếp tục là cây số 24. 24 đây quý vị. Rồi, em này cao lấy 1m7. Tán ngang gọn gọn lấy 1m. Đây, thân cành luôn. Mình đặt cái trơn nè quý vị. Dán trực luôn anh chị. Trực thẳng băng dạ, luôn. Trực thẳng băng luôn, rất đẹp ha anh chị ơi. Rồi, em vô hoành luôn ha. 24,5 hoành. Rồi, tính 24. Rồi, cái này em giao lưu 800 luôn. Đây cũng tứ diện ha. Đấy, cũng đều tứ diện luôn nè. 800 bao ship anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 25. Rồi, 25. Em này tán ngang khoảng tầm 1m1. Cao lấy 1m6 nha ngơ quý vị. Cao tầm 1m6. Rồi, sẽ xây luôn. Này, lực cành anh chị. Xương cũng ngang ngang nè ha. Dạ, rất là mập luôn ha. Rồi, cây này nó dẹ rất là già cây anh chị ơi. 24 hoành. Rồi, hoành 24. Rồi, số mã số 25 này em giao lưu 800 luôn. Rồi, xuống cây 800 ngàn, mã số 25. Rồi, tiếp tục là cây số 26. Rồi, 26. Em này dán trực tàn thông. Rồi, em này cao khoảng 1m7 có hơn, bao lấy 1m7. Tán ngang thì khoảng tầm 1m1 nha quý vị. Này, cắt vẻ đẹp này nè. Dán trực tàn thông luôn anh chị. Đẹp quá, cây này đẹp ha. Tại cành đặt kẹo đây. Rồi, xây xây tiếp luôn. Đế cũng có luôn anh chị. Đó, cộng mập mập nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, em vô hoành luôn nha anh chị. Rồi, 23 hoành rưỡi, gần 24. Rồi, rồi mã số 26 này em giao lưu 900 luôn anh chị. Rồi, xuống cây luôn, 900 ngàn. Rồi, tiếp tục là cây số 27 cũng là cây cuối clip nha anh chị ơi. Rồi, em này cao lấy 1m6, tán ngang lấy 1m3 nha nha quý vị. Tàn xè, không tàn dù anh chị ơi. Tàn xè nó không tàn dù, rất đẹp luôn anh chị. Tàn này cũng không có dù đâu nhưng quý vị nè. Nó thấp thân này chắc mười mấy thôi à, đo đo thử. Thân mười mấy không? Đây đây, đây xuống cái 14. 14 thôi, gì vậy là cũng quá im rồi ha. Không có dù ha, cũng còn... Ok, đẹp. Nhưng còn ok, đẹp. Đế nha anh chị. Đế bàn nè. Trời ơi, đế bàn rất đẹp luôn. Cây số 27 luôn. Rồi, em vô hoành ha anh chị ơi. Rồi, hoành. 23 hoành rưỡi. Rồi, số 27 cuối clip này em giao lưu 800 luôn anh chị. Rồi. 800. Bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn ha. Đế đẹp tàn đẹp ha. Đế đẹp tàn đẹp luôn. Rồi, giá dạ. Cũng đẹp luôn. Dạ, em rất cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị mình xem và ủng hộ những clip kế tiếp ạ. Dạ rồi, em cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.